Chúng ta sẽ nói tới Ethereum đi Thì cho bạn đã thấy là Ethereum ngày hôm nay Thì đã được nói tới trên CNBC Thì Ethereum đương nhiên là hôm nay là một ngày rất quan trọng Tại vì hôm nay là ngày mà sẽ có Ethereum 2.0 Thì hôm nay là cái ngày mà chúng ta sẽ thấy cái beacon chain Như là cái phiên bản đầu tiên của Ethereum 2.0 Và Ethereum 2.0 này cái giai đoạn có thể là tốn khoảng 2 năm mới là hoàn thành Các bạn thấy có giai đoạn 0, giai đoạn 1, 1.5 và giai đoạn 2 Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái giai đoạn đầu tiên Thì cái... Lý do tại sao mà có 2.0 thì đương nhiên là để giải quyết một cái vấn đề rất là quan trọng Đó chính là cái vấn đề liên quan đến nâng cấp mạng lưới của Ethereum để cho có thể nhanh hơn Và Ethereum 2.0 này có thể dẫn đến là Ethereum có thể giải quyết được hàng ngàn giao dịch trong vòng một giây Và sẽ chuyển mạng lưới của Ethereum 2.0 này từ mạng lưới đào như là Proof Work qua mạng lưới gọi là proof stake chúng ta có thể gọi đây là mạng lưới cổ phần tại vì các bạn gửi tiền vào trong cái mạng lưới của Ethereum dùng tiền đó làm thế chấp để mà các bạn giải quyết những giao dịch và được thưởng cái phần thưởng là tham gia vào mạng lưới thì đây là cái ý định của Ethereum 2.0 thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ thì ITM 2.0 đã có rất nhiều những người à, yêu thích, những người ủng hộ tham gia vào mạng lưới của team 2.0 Nhưng các bạn thấy được là ITM 2.0 thì cuối cùng đã có cái số lượng Ethereum được nạp vào là 896.577 đồng Ether tham gia vào mạng lưới Ether 2.0 trong khi chúng ta chỉ cần 524.288 Ethereum để mà kích hoạt mạng lưới này mà thôi. Cho nên các bạn thấy được là cái số lượng người mà tin tưởng Ethereum 2.0 rất là cao mặc dù là người ta biết là khi mà để đồng token của mình để item của mình vào trong item 2.0 đó thì những cái item đó sẽ không được rút ra trong thời gian có thể tốn tới 2 năm có nghĩa là cái số tiền này họ chấp nhận lưu trữ lâu dài và không có rút ra mà người ta đã chấp nhận gửi vào 896.577 item. Cái số tiền này là coi như đã bị đóng băng lại cho đến khi nào mà item 2.0 thành công khoảng chừng là 2 năm tới thì số tiền này mới được rút ra có nghĩa là cái số lượng nguồn cung của Temium đã đột ngột bị giảm đi 896.000 đồng Temium và sau này sẽ càng có nhiều hơn tại vì các bạn vẫn có thể tiếp tục dõi Ethereum của mình vào mạng lưới Ethereum 2.0 cho nên các bạn thấy được là cái lòng tin của rất nhiều người vào tim thì rất là cao trong đó thì có bản thân thuận nhưng mà thường không có tin tưởng đến nỗi mà gửi tiền vào tiêm 2.0 gửi đồng ý tư của mình vào mạng lưới mới này mà không được lấy ra trong vòng 2 năm tại vì các bạn đương nhiên thấy được là nếu như mà các bạn gửi như vậy lỡ như mà tiêm có vấn đề gì hay là lỡ như mà giá đột ngột tăng cao một cách mà bất ngờ thì các bạn muốn chúc lời cũng không thể nào mà chút lời được tại vì không cách nào các bạn có thể là bán tiêm 2.0 của mình nó đã nằm trong mạng lưới này cho đến khi nào mà thành công mà thôi thì chúng ta nhìn vào Ethereum đây là một cái đồng chính thức trên mạng lưới của Ethereum đồng Ether mà chúng ta biết tới là đồng chính thức trên mạng lưới của Ethereum thì đây là một cái đồng mà rất là quan trọng và nếu như mà các bạn tin tưởng một số những cái dự án trên mạng lưới của Ethereum thì không có lý do gì mà không tin tưởng Ethereum hết tại vì các bạn thấy được là những dự án này được gây dựng ở trên mạng lưới của Ethereum những dự án mà rất nhiều bạn thích như là Chainlink Token À, trước đây Binance Coin BB cũng là nằm trên mạng lưới của Ethereum nhưng mà bây giờ là không còn nữa bây giờ nằm trên mạng lưới của Binance nhưng mà các bạn thấy được những đồng như là Wrapped BTC, USDC, uh, Compound Dai, Crypto.com, uh, OKB rất nhiều những cái đồng này các bạn thấy được là nằm ở trên mạng lưới của Ethereum như là Uniswap, AV, Finance, Tia vân vân thì nếu mà nào mà tin tưởng những cái dự án này thì đương nhiên các bạn không phải tin tưởng Ethereum. vì nếu như mà Ethereum có vấn đề gì thì những dự án này cũng sẽ cùng chung số phận và Ethereum là cái đồng mà chính thức của mạng lưới. có nghĩa là khi mà các bạn đầu tư vào Ethereum thì một trong những cái nguy hiểm đó chính là giao thức của Ethereum gặp vấn đề gì đó, có nghĩa là cái mã lập trình bị vấn đề gì đó dẫn đến thiệt hại cho Ethereum Nhưng mà khi các bạn đầu tư vào những cái token trên mạng lưới của Ethereum thì các bạn phải chấp nhận là Ethereum có thể là gặp vấn đề và cộng vào đó nữa là những vấn đề liên quan đến những cái hợp đồng thông minh trên những cái mạng lưới mà các bạn thích đầu tư vào Cho nên trên căn bản thì Ethereum là cái đồng mà an toàn nhất trên mạng lưới của Ether Tại vì các bạn thấy được là Ethereum là cái đồng chính thức à, Những cái đồng khác lại gây dựng trên Ethereum Thường hy vọng là các bạn hiểu cái sự khác biệt giữa hai cái vấn đề này cho nên nếu như các bạn nghĩ là những dự án trên mạng lưới của Ethereum không nhìn vào cái list này mà các bạn thấy là rất nhiều dự án các bạn yêu thích và tin tưởng là có tương lai thì Ethereum cũng sẽ có sự tăng giá tại vì mạng lưới Ethereum sẽ càng ngày càng có giá trị hơn khi mà những cái token trên mạng lưới có giá trị hơn, những dự án nó có giá trị hơn. Cũng giống như các bạn nhìn vào một cái lập trình trên máy vi tính đi, các bạn thấy được di sử như là Windows hay là Mac OS đi. Những cái lập trình đó có giá trị tại vì những cái dự án sau này những cái lập trình sau này trên uh, Windows có giá trị các bạn thấy được là bây giờ đã có rất nhiều những cái ứng dụng trên Windows rất có giá trị như là Microsoft Office vân vân thì đương nhiên Windows sẽ có giá trị tại vì những cái ứng dụng đó chạy trên mạng lưới của Windows tương tự như là Mac OS của Apple cũng vậy thì team cũng vậy càng nhiều dự án thành công trên mạng Ethereum thì giá trị của team sẽ càng tăng lên và Ethereum bây giờ cái mức hiện bây giờ các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những sàn như là Coinbase đi thì chỉ có 593 đô coi như là 600 đô đi thì vẫn chưa bằng 50% của cái giá cao nhất từ trước tới bây giờ là 1.400 đô thì cũng như, như thường tin tưởng là Bitcoin sẽ trở về 20.000 đô thường tin tưởng Ethereum sẽ trở về 1.000 đô cái lòng tin tưởng là bằng nhau đây là một trong những điều mà Thượng muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Ethereum và cộng với đó nữa chúng ta thấy được là những cái công ty đã bắt đầu đưa ra thông báo là sẽ hỗ trợ staking Ethereum 2.0 thì như thường đã chia sẻ là thường không có đầu tư vào item 2 0 bằng cách là gửi item vào mạng lưới chính thức tại vì lý do thì mình đã nêu ra mới đây là rất là nguy hiểm các bạn có thể là không rút ra được trong vòng 2 năm nhưng mà lỡ như mà có chuyện gì đó cần xài gấp hay là cần bán gấp thì sẽ không làm được tại vì đồng sẽ bị lóc lại nhưng mà khi mà các bạn có những thông tin như là sàn Coinbase họ sẽ hỗ trợ item 2.0 staking thì có nghĩa là các bạn có thể là gửi item của mình vào trên sàn Coinbase và sàn Coinbase chỉ là một cái ví dụ thôi, chúng ta sẽ thấy nhiều sàn tương tự như là Binance sau này thường tin tưởng cũng sẽ có những cái ứng dụng tương tự. Thì các bạn có thể là dùng đồng Ethereum của mình đổi thành đồng Ethereum 2.0 trên sàn Coinbase và dùng đó để mà có thể là nhận được những cái phần thưởng đến từ staking. Cũng tương tự như là Cardone các bạn gửi vào để được staking thì Ethereum cũng vậy nhưng mà các mình có thể là stake trực tiếp trên những cái sàn như là Coinbase. Nhưng mà cái sự thú vị ở đây là tuy là Ethereum 2.0 khi mà các bạn gửi vào lưới chính thức đó thì sẽ không có thể rút ra được trong thời gian là khoảng 2 năm Nhưng mà khi mà các bạn đổi item của mình thành item 2.0 trên mạng lưới của Coinbase đó, thì Coinbase sẽ cho các bạn một cái token item 2.0 đây là cái token tượng trưng mà thôi nhưng mà cái token này các bạn có thể là giao dịch trao đổi trên mạng lưới của item 2.0 thậm chí các bạn có thể đổi item 2.0 thành Ethereum nếu như mà cần thiết cho nên các bạn thấy được là đây là một trong những cái điều rất là quan trọng sẽ khuyến khích nhiều người hơn như là bản thân thuận sẽ có hứng thú tham gia vào team 2.0 tại vì bây giờ là sẽ không có cần à, phải bị lóc lại 2 năm nữa mà nếu như thường cần thiết thường có thể đổi ITM 2.0 trở thành Ethereum và bán đi và ITM 2.0 này không phải là đồng chính thức đây là một cái đồng mà tượng trưng mà thôi trên mạng lưới của Coinbase nhưng mà thường nghĩ là nếu như mà những cái sàn khác cũng có những dịch vụ tương tự mà họ sử dụng cùng một cái Ethereum tượng trưng cho 2.0 thì có thể dẫn đến là Ethereum 2.0 này sẽ có thể được giao dịch trao đổi trực tiếp qua những cái sàn và cái giá của Ethereum 2.0 và giá Ethereum có thể là khác hơn mà thân nghĩ là cái giá Ethereum 2.0 sẽ thấp hơn Ethereum tại vì các bạn thấy được là Ethereum thì có thể được đổi qua thành Ethereum 2.0 nhưng mà Ethereum 2.0 thì có thể là không dễ dàng đổi qua Ethereum nếu như các bạn không sử dụng những cái mạng lưới như là Coinbase nhưng mà dù sao đi nữa các bạn sẽ thấy được là sẽ có nhiều người tham gia vào staking hơn và đây sẽ dẫn tới là cái nguồn cung của Ethereum trên những sàn dịch sẽ bị giảm xuống tại vì đồng Ether thì bị lóc lại nếu như mà staking càng càng dễ hơn thì như bạn nói là Ethereum thì không thích tại vì mạng lưới của Ethereum quá chậm bây giờ so với những mạng lưới khác thì không có bằng nhưng mà khi chúng ta nói tới là mạng lưới nhanh hay là chậm khi chúng ta nói tới blockchain đó thì các bạn cần phải hỏi câu kế tiếp là mạng lưới tập trung như thế nào hay là không tập trung như thế nào mạng lưới mà càng phi tập trung thì sẽ càng chậm mạng lưới càng tập trung thì sẽ càng nhanh đương nhiên các bạn thấy được là nếu như mà các bạn là một người duy nhất mà đưa ra quyết định thì quyết định sẽ nhanh hơn nếu các bạn cần phải hội hợp với lại 5-10 người để đưa ra quyết định chung thì sẽ chậm hơn thì cũng tương tự nếu như mạng lưới càng phi tập trung thì sẽ càng chậm hơn và khi mà nói tới giá trị của một crypto thì các bạn không thể nào nhìn vào tình hình bây giờ mà phán đoán giá trị tương lai tại vì giá trị ở trên thị trường của một cái crypto nào đó là phản ứng cái suy nghĩ chung của những nhà đầu tư vào tương lai của cái dự án đó cũng như là các bạn nhìn vào cổ phiếu đi thì cổ phiếu là cái giá cổ phiếu trên thị trường đó cái giá đó là phản ứng chung của những nhà đầu tư họ suy nghĩ như thế nào về tương lai của công ty đó cho các bạn thấy được là một cái dự án có thể là các bạn thấy là chậm bây giờ nhưng mà không nghĩ là chậm sau này cho nên giá cả vẫn có thể cao nếu như mà nhiều người tin tưởng là sau này sẽ là một cái dự án rất là quan trọng như là các bạn thấy được là trên thị trường cổ phiếu đi những công ty mà liên tục bị lỗ cổ phiếu vẫn có thể tăng lên Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là những công ty liên tục bị lỗ nhưng mà bị lỗ bây giờ chưa chắc bị lỗ sau này. Cho nên người ta vẫn tin là sau này công ty này có giá trị cho nên cổ phiếu vẫn có thể tăng mặc dù là bị lỗ. Nhưng mà các bạn thấy được là năm 2017, năm 2016 thì công ty Tesla lỗ liên tục nhưng mà cổ phiếu vẫn tăng lên hay là Amazon cũng vậy các bạn thấy được là Amazon đã bị lỗ rất nhiều năm nhưng mà nhiều người vẫn tin tưởng là tương lai Amazon rất là tốt cho nên cổ phiếu vẫn tăng mặc dù là công ty bị lỗ thì cũng tương tự các bạn thấy được là những cái đồng bây giờ các bạn nếu như chị chú tâm vào cái sự phát triển công nghệ bây giờ thì các bạn sẽ bỏ lỡ đi những cái cơ hội kiếm được lợi nhuận tại vì suy nghĩ các bạn chưa chắc là suy nghĩ chung của những nhà đầu tư bây giờ là các bạn hiểu cái sự khác biệt uh, giữa bây giờ và tương lai và cái giá định là như thế nào